theo nhà sản xuất có nói á, thì cái đồng hồ này có khả năng kháng nước á, nhưng mà thì kháng nước thiệt, mà cái bậy mở ra mở vô vậy nè, nước nó vô đây làm sao kháng nước, nó chìm nghiệp cái tay. Xin chào các bạn, mình là Phong, mình đến từ Cà Phê Tech. Thì trên tay mình đây là một chiếc đồng hồ Huawei GT3 nhưng mà phiên bản mập hơn. Thì các bạn biết tại sao lại mập hơn không? Có tai nghe trong đây. Chiếc đồng hồ này á được gọi tên là Huawei Watch Buds. Đầu tiên về mặt thiết kế thì mình thấy chiếc đồng hồ này nó sẽ y chang chiếc GT3 nhưng mà nó sẽ dày hơn một xíu. Theo nhà sản xuất nói á, đường kính 47mm và độ dày 15mm, và cái dây thì sẽ là 22mm. Về cái ý tưởng là một cái đồng hồ all-in-one này á thì nó sẽ không quá mới so với những cái nhà sản xuất OEM đã sản xuất tràn lan. Với những cái sản phẩm không tên tuổi á, các bạn chỉ mua tầm khoảng 200-300, xài được vài ngày là các bạn vứt rồi, với lại cái chất lượng nó cũng không tốt nữa. Thì so với một cái đồng hồ chính hãng của Huawei á thì giá hơi cao một chút, nhưng mà cũng là một sự lựa chọn cho các bạn cân nhắc. Theo nhà sản xuất có nói á thì cái đồng hồ này có khả năng kháng nước á, nhưng mà thì kháng nước thiệt, mà các bạn mở ra mở vô vậy nè, nước nó vô đây làm sao kháng nước, nó chịu nghiệp tay. Với lại á, các bạn có thể nhìn thấy á, ở đây không có ron nữa, làm sao mà kháng nước được. Các bạn có thể thấy thì chiếc Huawei Watch Buds này nó sẽ dùng chung hệ điều hành với chiếc GT3 là HarmonyOS. Và điểm đặc biệt của con này á, nó sẽ tích hợp điều khiển âm thanh của tai nghe trên chiếc đồng hồ này luôn. Đây các bạn có thể thấy, mình sẽ chỉ cho các bạn xem. Và điểm đặc biệt của chiếc đồng hồ này á, này các bạn có thể thấy auto switch left right. Thì á, tai nghe á, nó sẽ hai cái tai nghe nó sẽ giống nhau á, nhưng mà khi các bạn đeo vô các bạn không biết được tay nào tay trái tay nào tay phải, đúng không? Để các bạn có thể bật lên đây. Đó, nó sẽ tự động nhận biết được tay nào tay trái tay nào tay phải để cho âm thanh nó phù hợp với tai các bạn hơn. Và cái sản phẩm này á, có tích hợp tính năng là tìm những cái tai nghe mà khi các bạn bị thất lạc, nếu các bạn làm rớt hay bị mất hay gì đó thì các bạn có thể tìm lại được. Về phần âm thanh á, thì hai chiếc tai nghe này á có chế độ ANC cho mọi khuấy động và xuyên âm. Và thứ mà các bạn quan tâm nhất chính là thời lượng pin của chiếc đồng hồ này, đúng không? Thì á, cái con này á tôi xài tầm khoảng 3 ngày không hơn không kém. Nhưng mà để so với những cái đồng hồ của Huawei á thì những chiếc đồng hồ đó thì sử dụng được tầm khoảng 15 ngày. Còn cái đồng hồ này tầm 3 ngày, nhưng mà nếu mà so với những cái đồng hồ như là của Apple Watch đi, các bạn sẽ sử dụng tầm khoảng 1 ngày là các bạn sạc, đúng không? Nhưng mà cái này tầm 3 ngày các bạn sạc, thì các bạn thấy điểm chênh lệch không? Và đây là những trải nghiệm nhanh của Cà Phê Tech về chiếc Huawei Watch Buds đầu tiên này tại Việt Nam. Và nếu các bạn muốn mình so sánh chiếc đồng hồ này với một chiếc đồng hồ nào khác á, thì hãy để lại cho mình comment nhé. Và chào các bạn, mình là Phong.